Chào tất cả các anh, tôi là Nguyễn Thị Thùy Linh, là CEO và founder của công ty trách nhiệm hữu hạn Lacy Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà tôi được học về NLP. Thực ra là đã trải qua rất là nhiều lớp học rồi, nhưng mà khi mà đến lớp học này thì mới cảm thấy một điều như thế này. Cái cách truyền đạt của thầy Hương thì rất là dễ hiểu, nên là học mà quên luôn cả cái việc là mình đói bụng, mà học xong thì mình nhớ là mình đang đói bụng. Có một cái điều đặc biệt nữa ở thầy là thầy có thể thấu hiểu tất cả những gì bạn nói, và thầy có thể hỗ trợ bạn tần tật những cái gì mà bạn khó khăn. Nên nếu mà bạn nào chưa biết đến NLP hoặc đã từng biết đến nhưng còn quan ngại về cái việc là mình có nên tham gia hay không, thì bạn hãy thử để cho mình một lần đi. Tôi là minh chứng sống cho điều đấy. Các bạn có thể follow Facebook tôi để có thể biết được thêm nhiều hơn những quá trình mà tôi đi. Gửi lời tri ân đến thầy, gửi cảm ơn đến thầy mặc dù chưa chưa kết thúc khóa, nhưng mà đã cảm thấy giá trị nó nhiều hơn những gì mà mình như hơn cái học phí mình bỏ ra rồi. Rất tuyệt vời ạ. Chúc mừng em rất nhiều. Cảm ơn em.